Dạ, con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì con mời quý chú mình xem một clip mới với con ha, tại vườn của anh Bình, có địa chỉ tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ quý chú. Thì cũng rất cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ cho anh cái clip vừa qua. Hôm nay thì tiếp tục ảnh sưu tầm về một số cây nữa ha, cũng phong phú đa dạng các loại để giao lưu cùng quý cô chú nè. Có mai vàng nè, linh sam nè, đặc biệt là những cái cây mai chiếu thủy heo chú. Đây con sơ lược cái cho mình tiện theo dõi ha. Đó, chiếu thủy của anh là sưu tầm hàng già cổ ha, có kim giòn nè, trung nu nè và nu da đen lá lớn ha. Những cái gốc này rất là cổ lão luôn rồi, lâu năm của chú. Cũng có nu tai cành hết trơn ha, cái này cũng rút ngắn thời gian cho mình chơi nè, về mình sắp sửa đồ lại ha. Dạ rồi, con mời quý chú gặp lại anh Bình. Rồi em chào anh Bình ơi. Dạ rồi, xin mến chào Khánh nha, mến chào kênh Lục Tỉnh Miền Tây ha, mến chào quý chú anh chị gần xa nha. Lời nói đầu tiên xin kính chúc sức khỏe quý chú anh chị nhiều sức khỏe ha, và công việc luôn thuận lợi của chú mình nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ cái clip vừa qua cũng khá thành công của chú ha. Hy vọng clip này cô chú ủng hộ em clip này nha. Cái địa chỉ em là Thuận Hưng Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ chú ha. Số điện thoại em là 0704798882, đó cũng là số Zalo chú mình nha. Dạ rồi. Rồi, không làm mất thời gian quý chú ha. Hôm nay giao lưu chú của chú anh chị số linh sam nha, linh sam chiếu thủy và mai vàng với lại hoa giấy Mỹ nha. Rất mong sự ủng hộ chú ha. Dạ. Rồi, đầu tiên em vô chi tiết nói clip trước của chú mình nha. Mã số 21, một cây sam siêu bông nha. Cây này đế khá đẹp của chú mình nha. Sam Sam siêu siêu bông. bông. Dạ, giá hữu nghị của chú mình ha. Về mình bẻ phơm tàn ra chơi giùm em nha. Em đo tổng gì đây nghe. Dạ, chiều cao được về 44 nha. Đường kính bầu được là 31. Cây này đế khá đẹp của chú ơi. Dạ rồi, hoành thân được là 26 nha. 26 hoành thân nha, đo tổng đế đi. Tổng đế được là 76 nha. À, một cây mã đầu tiên số 21, linh sam siêu bông giao lưu quý chú anh chị là 500k nha. Em bao xếp toàn quốc của chú anh chị ha. 500 thôi hả cô chú? Dạ. Một cây dáng trực tạng đa. Để cây này về xé phơm ra cô chú mình nha. Dạ, cây ảnh thuần cũng lâu rồi ha. Dạ, Lên cây về mình vô dây được luôn của chú à. Dạ, Vô dây liền luôn. Vô dây chơi luôn của chú mình nha. Dạ. Rồi, mình tiếp ở đây. Rồi, mã số 22 cũng là một sam siêu bông của chú ha. Dạ rồi, tổng gì ha? Dạ được là 47 nha. Dạ, đường kính bầu được là 31. Bệ đế khá đều của chú nha. Hoành thân được là 32 ha. Cái này trực đế đẹp luôn. Dạ, cái cũ gì đi là được là 51 nha. Dạ. Đó, 51 cho cũ ha. Rồi, cây linh sam siêu bông mã số 22 xin phép giao lưu quý chú anh chị là 600k nha. 600 thôi chú, về chơi liền của chú ơi, định dạ. hình chi cành luôn. Ừ, cô chú về vô dây chơi với em nha. Dạ, 600 thôi. Dạ, em làm không kịp của chú ha. Dạ. Rồi, tiếp anh Bình ha. Mã số 23 cũng là một cây sam siêu bông, cây này cái dáng này khá đẹp của chú ơi, này chơi dáng bay thác đổ cũng được nha. Cây dạ rồi. Tổng chiều cao gì được là 46. Dạ em đo cái nhánh bay nha, nhánh bay gì được là 47 nha, 47 nhánh bay ha. Em đo tổng hai thân đi nha. Dạ, gì được là 35 nha. 35, em đo cái thân đại diện này đi. Dạ được là 17 ha. Cái này để em xếp em cắt đi cô chú nha, cắt ngắn xuống đây cô chú mình nghe, còn chừa lại em tắt cho cô chú về ra tàn lại mình sửa nha. Dạ rồi. Cái rồi. Bay anh ha. Dạ. Rồi mã số 23 ha, cái sam siêu bông này xin phép giao lưu của chú anh chị là quay ngược gì cho chú dễ thấy ha. Mã số 23, cây sam siêu bông giao lưu chú anh chị là 400k nha. Đế đẹp nha quý cô chú, 400k. Đế nó cuộn một cục ở đây nè. Dạ, đây cô chú thấy nè, 400k nha, bao xếp toàn quốc cô chú nha. Chưa khai thác nữa anh Bình dạ, ha, chưa dạ. chưa xuống nữa, còn xuống dạ. được nữa ha. Dạ. Chỉ có 400 ngàn thôi. 400k cô chú, cây thừng hết rồi cô chú nha. Dạ. Rồi, tiếp giúp em ha. Dạ rồi, một cây mai chiếu thủy trung nu. Trung nu. Dạ, mã số 24 của chú nha. 24, một cây chiếu thủy trung nu, đế này đế cổ của chú ha. Dạ. Đế cổ chi cành có đều hết trơn cô chú nha. Cô chú về chỉ cần cắt tỉa lại em chơi ha. Dạ rồi, tổng chiều cao gì được là 72 ha. Dạ, tán ngang gì được là 89 nha. 89 dạ tán ngang. Đó, cô chú có thấy đế cổ của chú ha. Này nó lên san hô cứng ngắt trơn nha. Em đo chỗ cái này đi, nó nở chỗ này đi. Dạ được là 51 nha. 51, em lên cái hoành thân eo nhỏ đi nha. Dạ được là 28 nha. 28 nha. Dạ tổng cái bệ cũ nạc đi. Dạ được là 96 nha. Dạ rồi, 96. Dạ. Cốt chi nó bằng ngón chân cái mình có hơn của chú mình nha. Đó, cái này nó có hai cái sẹo nhỏ của chú mình không ảnh hưởng gì nha. Đây một sẹo nhỏ nha, không hư hao của chú nha. Dạ.
Dạ em có test rồi nha, với cái theo đang đỏ. cuốn vô anh ha. Dạ theo đỏ còn chỉ hai ngón tay thôi cô chú ha. Đã. Đó, hai ngón tay của chú mình nha. Đó, không hư hao gì chân nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Mã số 24, một cây mai chiếu thủy trung nu ha. Em xin phép giao lưu quý cô chú anh chị là 2.600.000 nha. Bệ nó đặc cứng luôn dạ, nha cô chú hình dung mẹ em này nha. Đó, cái bệ gì này nha. Dạ, 2.600.000 bao dạ. xếp toàn quốc ha. Dạ, mã số 24. Cái này em bao xếp toàn quốc của chú luôn nha. Cái này em rút vô bao xếp được cô chú nha. Dạ, rút nhẹ vô cái dạ. đó anh ha. Dạ. Dạ rồi. Nếu cắt phôi em giảm phí xếp của chú nha. Dạ rồi. Cũng là một cây chiếu thủy da đen lá lớn nha. Cái này nữa em rút phôi vô đây cô chú mình nha. Rút lại hết cô chú mình đẹp nha, tại em cắt chưa kịp nha. Rút hết lại cô chú ha. Dạ. Dạ, em sẽ rút đọt xuống. Nó có chân cành sẵn ha. Dạ dạ. Thì anh rút lại bớt ha cô chú. Dạ. Đây rồi, cũng không xài tới. Rồi tới đây đi. Tính tới đây đây cô chú nha. Dạ chiều cao vậy được là 45 nha. 45. Dạ. Dạ đường kính bầu dài nhất của nó vậy đi, được là 43 nha. Em rút vô đây hết cô chú mình nha. Về cô chú mình xé phơm lại chơi nha. Thì, cái này nó cũng có một cái bệ dạ, đặc cứng ở dạ. dưới trên ha. Mã số 25 của chú ha. Rồi cái vị trí này được là 43 cô chú ơi. 43 dạ. hoành thân nha. Em toàn nguyên cái bệ nạc luôn cô chú ơi. Bệ nạc đặc sệt chơi nha. Dạ được là 1m03 ha. Dạ. 1m03 cho bệ nạc của chú mình nha. Em trừ 2 của chú anh chị yên tâm ha. Em thông số em là cô chú anh chị đừng có lo thiếu nha. Dạ rồi. Nguyên bệ nạc của chú ơi. Dạ rồi, cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha. Mã số 25 giao lưu chú anh chị là 2.700.000 ha. Đó. 2.700.000 anh ha. Dạ, cốt nó có cành. Những cái cục nu to á cô chú. Dạ. Nu là nghe nè, theo cái cốt cành. Này em không có vệ sinh gì hết của chú nha. Này có cái theo đọt. Đây, còn dạ. nhiêu đây. Đây theo đọt đây ha. Dạ. Theo đọt an toàn của chú nha. Chỉ còn 2.700.000 thôi. Dạ, 2.700.000 ha. Mã số 25 ha. 25. Cây da đen của chú nha. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em ha. Rồi, em một cặp em bán lại bán cặp của chú nha. Cái này là giao lưu một cặp. Dạ, cái này là qua giấy Mỹ nha. Dạ, chiều cao thì được là 52 ha. Đường kính bầu được là 35 nha. 35 dạ. đường kính bầu ha. Rồi, em đo quần eo nhỏ đây đi, bỏ trong đi. Dạ được là 22 cô chú ơi. 22 nha. Em đo chỗ bự bự này đi nha. Rồi, bự bự này được là 50 nha, 50. 50 đế nó sổ vậy được là 27 ha. Đó. Mã số 26 của chú nghe một cặp nha. Mã số 26. Dạ, đây. Rồi, đây, tới cây thứ hai ha. Đó, cây thứ hai nha. Rồi, cây này nó có cái chiều cao gì là được là 42 ha. 42 chiều cao, cái này cũng nằm chậu bằng y gan bển luôn cô chú ơi. Cũng cỡ 20-25 nha. Rồi hoành thân được 28 nha. Dạ. 28 hoành thân nha. Rồi nó sổ đế thì được là 39 nha. 39. Rồi một cặp qua giấy này em xin phép giao lưu chú anh chị là 950 nha. 950 một cặp ha. Dạ rồi, 950. Một cặp 950 nha. Cặp qua giấy mã số 26 950 của chú ha. Dạ tại phần trên nó nặng dạ, nên dạ. nó cắm xuống. Dạ. Rồi, 950 của chú ha. Lại. Dạ. Dạ. Rồi. Tiếp tục giúp em ha, mã số 26. Mã số 27. 27 nha, một cây trung nu cô chú ơi. Đó, cây trung nu nha. Cây này đế cổ của chú ha. Dạ rồi, chiều cao gì được là 1m04 nha. Dạ tán ngang gì được là 1m2 cô chú ơi. Cao 1m2, cao 1m04 tán ngang 1m2 nha. Dạ rồi. Đặc biệt nó có nguyên một cái cục đế đây nè. Quá xa chú ơi, nó nạt đây cô chú heo này, chỉ cắt lọc lọc này là nạt sợ đặc sệt luôn nha. Cô chú thích để nó vậy để luôn ha. Dạ rồi, cái hoành thân vị trí này là 33 nha. Nu chú ơi, dữ lắm nó nu nha, 33 hoành thân nha. Dạ tổng cái bệ nạc gì được là 85 nha. Dạ. 85 như bệ nạc ha. Dạ. Cô chú cắt đầy dữ lắm đẹp của chú nha. Rút vô đây cắt nha. Chơi bonsai lùng của chú ơi, dữ lắm đẹp nha. Dạ. Dạ rồi, đo cái chiều cái này khoảng 2 tấc anh ha. Dạ đúng rồi. Cứ đo cái củ nhô gì khoảng 20 của chú ơi. 20 anh ha. 20 cm nha, nhô gì 20 cm nha. Dạ quay quay giúp em ha. Quá xa cái bể này như con không gì đây. Dạ không như con rùa con quy gì của chú ơi, dữ lắm nha. Đặt cứng cái chân anh ha. Dạ đặt cứng luôn à. Rồi, cây này nếu của chú anh chị mình rút phôi em xếp toàn quốc nha, còn nếu mà xếp gì em xếp 300 km ha. Dạ. Dạ. Này thì mà cắt đâu nó cuốn mít hết trơn. Cây này là liên kết hết rồi anh ơi. Dạ liên dạ. kết luôn rồi. Cái đỉnh đọt nó cỡ ngón trò cái nha.
Dạ rồi. Rồi, một cây trung nu. Cây trung nu mã số 27, 3 triệu 2 cô chú ha. 3 triệu 200 ngàn. Dạ, bao ship 300 cây anh ha. 300 km nếu cô chú cắt phôi em ship toàn quốc nha. Dạ. Dạ. Như gùi anh ha. Dạ, đây. Đặt. Đưa cái lưng lên vậy đó ha. Dạ, đặt cứng cô chú rồi thấy cứng. Bàn tay em này nha. Nó dữ lắm luôn nha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, đến với cây mã số 28 của chú ha. 28 cũng là một cây trung nu của chú ơi. Cây này chi cành nó nhạo khá là lâu năm rồi cô chú nha. Rất là già luôn dạ. Cô chú ơi. Này gông ghiêu đóng theo năm tháng dữ lắm rồi cô chú ha. Dạ, để anh đo cái ha. Cây có gọng lắc nhẹ nữa. Dạ. Rồi cái chiều cao gì được là 6, được 92 nha. 92 chiều cao đi, chiều 2 của chú nha. Dạ, tán ngang gì được là 1m19 nha. Dạ. 1m19 tán ngang ha. Đây, phần trong nè, cô chú. À, cốt cành đó nè. Cô chú nhìn tốt, cốt cành nó ra tay nải cho cô chú ơi. Khá là đấy nha, khá là đẹp nha. Lực dữ lắm lực nha. Em đôi cốt này thử coi. Dạ, cái cốt 1 này ha. Cốt 1 này được là 20 cô chú ơi. 20 cốt 1 nha. Ồ, dữ lắm nha. Cái này cũng liền lạc hết trơn anh ha. Dạ, cây này là liền kít 100% luôn cô chú anh chị mình nha. Không còn thẹo gì hết ha. Dạ rồi, hoành thân được là 38 cô chú ơi. 38 hoành thân nha. Em đo cái bệ nạc này nha. Dạ được là 70. 70 bệ nạc nha. 70 ha. Dạ, 70 bệ nạc nha. Dạ. Cây nụ. Rất là già quý dạ, chú. Dạ, dữ lắm à, cái này quý chú về xịt rửa ra ha. Dạ. Cây này rồng thôi chứ không có bị gì nha quý chú. Cây này rồng rêu nó bám. Cây này cô chú anh chị mình cắt rút vô đây dữ lắm đẹp cô chú ơi. Cắt rút vô mình xé sàn xương lại nha. Dạ. Có sẵn rồi, cái này dạ. Mình làm cũng nhanh lắm. Tại chủ nhà không chơi kiển tàn lớn thành ra ông thả vậy luôn ha. À, không có mặt cắt đó anh ha. Dạ, không còn mặt cắt luôn. Không còn ngọn cắt thì giót ha cô chú. Ngọn giót luôn. Cốt cành thì đã ổn định hết rồi. Dạ. Dạ rồi. Cây mai chiếu thủy trung nu mã số 28 ha. 28 xin phép giao lưu quý chú anh chị là 5 triệu 200 ngàn nha. Cây này nếu cô chú mình ấy thì em xếp 300 km ha. Còn mình rút phôi là em xếp toàn quốc cô chú nha. À, rút thì cũng vừa vừa thôi anh ha. Dạ, chứ dạ. Không phải là rút sát. Dạ, dạ. Dạ, rút phôi là rút để mà cho nó đẹp luôn cô chú ha. Dạ. Chừa trong thân ra chừng khoảng 30cm vậy ha. Nãy cô chú sẽ lợp cái mâm tàn lại nha. Dạ rồi. 5 triệu 200 ngàn. Dạ, mã số 28 của chú. Để ha. Nguyên vậy thì bao ship 300 cây ha cô dạ. Chú. Cây dạ. Liền lạc của chú. Không còn mà cắt nữa nha. Nuôi cốt cành lớn. Cái này lâu năm rồi cô chú nhìn cũng biết rồi ha. Dạ. Cái dàn chân cành, cái dàn xương nó như thế này ha. Bệ thì khá là tròn của chú ơi. Dạ. Một cây trung nu như thế này thì lâu lắm rồi cô chú. Dữ lắm rồi cô chú ơi. Tay nãy này nuôi khá là lâu đời nha. Đo cái cốt tay đó luôn đây nè. Sẵn đo cái cốt 1 đó luôn. 20 đó anh. 20 anh ha. 20 luôn. Cốt 1 là 20 luôn nè. Dạ rồi. Lắm rồi cô chú ơi. Cốt 1 là 20 luôn nè. Dạ. 20 cô chú nha. Dạ. 20. Mấy cốt kia nó cũng tương đương rồi dạ, vậy dạ. Đó cô chú ơi. Chứ không 20, 19, 18. Dài lên trên khá đều chú ơi. Cây này khá chuẩn luôn nha. Khá chuẩn luôn. Trung nu mà như vậy là dạ. Lâu đẹp rồi. Khá chuẩn luôn. Mã số 28, 5 triệu 2 cô chú nha. Dạ. Rồi. Đổi giúp em ha. Rồi, mã số 29, một cây mai chiếu thủy da đen nha. Cây này em bán phôi cô chú nha. Nữa em sẽ rút cốt cành lên hết cô chú nha, tại cây này chưa có chỉnh sửa nha. Dạ, rút phôi lại cô chú về nuôi sẽ đẹp hơn cô chú mình nha. Rồi, em ro phôi thôi nha, giờ tới đây thôi. Dạ chiều cao thì được là 62 nha. 62 nếu tổng lên gì đi, tổng gì được là 97 nha. Dạ, dạ cái tán ngang gì được là 80 nha. Em bán phôi chú rút cốt cành vô đây cô chú nha, rút gì hết nha, cô chú sẽ đẹp hơn nha. Dạ rồi. Rồi, hoành thân điểm này được là 40. 40 em đo tuốt trên đây nha. Nếu là chạc chân chỗ bệ này ha, và được là 57 nha. Này cũng đặt cứng hết trơn. Dạ, đặt cứng luôn rồi. Mặt cắt bít hết trơn hay không chú? Dạ, 1m08 cô chú ơi. 1m08 cho nguyên cái bệ đặt nha. Đặt lên san hô cho cô chú nha, 1m08 nha. Dạ, đặt cứng ngắt luôn. Dạ. Cây này cô chú anh chị em rút phôi là gì cô chú anh chị cắt này kia đục đẽo lại cây này đẹp lắm cô chú ơi. Dạ. Dạ rồi, cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 29 nha. 29 xin phép giao lưu quý cô chú anh chị là 3 triệu 600 ngàn ha. Đó, cái bệ đế của chú anh chị là đế cổ nha. 3 triệu 6 anh dạ, Bình ha. Dạ, 3 triệu 6. Cây này khá lâu năm lắm rồi chú ơi. Bệ đế ghim 100% nha. Này đế cổ nha. Dạ. Rồi, chỗ nào không rõ thì kết bạn Zalo với anh thêm heo chú, anh dạ. Chụp hình gửi thêm cho mình nha. Dạ, tiếp tục luôn anh ơi. Dạ rồi, mã số 30 cũng là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha.
Cây này em cũng bán phôi của chú anh chị luôn nha. Em xếp cái này toàn quất hết á, nằm bán phôi xếp toàn quất hết nha. Dạ. Dạ, cho để tàn của chú gì cũng sửa là hết rồi ha. Dạ rồi, cây này nó có cái chiều cao tổng đi. Em đo chiều cao tổng gì được là 68 đi. Dạ, cái phôi được là 35 đi. Dạ, đường kính bầu được là 56 nha. 56 đường kính bầu. Em đo cái mình bệ dài này coi. Dạ, được là 34 luôn nha. 34 nguyên cái bệ dài của chú ha. Quá xa này như con thú của chú ơi. Con thú ấy nha. Dạ, hoành thân đây 40 nha. 40 hoành thân, dạ. Rồi, cái nguyên cái bệ nạc gì ha. Được là 87 của chú nha. 87 cho bệ nạc này nha. Dạ. Đó, này em cũng rút phôi của chú nha. Rút phôi chừa của chú ra chừng khoảng tất các ngoài nha. Đó, vậy đó, em xếp của chú nha. Nếu của chú ở gần chơi thì em xếp nguyên tàn luôn nha. Dạ rồi. Dạ rồi, cây mai chiếu thủy da đen mã lá lớn nha, mã số 30 nha. Em xin phép giao lưu quý chú anh chị là 4.300.000 nha. Đó, nguyên cái bệ nạc của chú ơi. 4.3. Dạ, 4.3 ha. Dạ. Cây này em rút phôi xếp toàn quất của chú nha. Tại em làm chưa kịp, chưa cắt gì hết của chú rồi. Dạ, rồi. Cái thẹo đọt có tí ti của chú nha. Đây, quay luôn anh đây. Dạ đây, thẹo mới toàn bộ của chú nha. Đó, thẹo mới toàn bộ nha. 4.3 anh ha. Mã số 30 của chú nha. Đó. Rồi, tiếp anh Bình ha. Dạ rồi, mã số 31. Cũng là một phôi chiếu thủy da đen lá lớn của chú ơi. Cây này hầu như là không còn thẹo luôn nha. Đen nu. Dạ, dữ lắm, nó nu của chú ơi. Nó nu nặng ghê lắm của chú ơi, cục vậy nè. Giót như một măng của chú nha, đọt trên còn cái bằng ngón chân cái này nha. Cái này để toàn bộ. Nhìn kỹ lại là không còn dạ, mặt cắt luôn anh ha, không còn mặt cắt nó bít lên ha, nó kéo bít hết liền hết luôn của chú nha. Này chú nhà ông nuôi cũng thả lâu năm lắm rồi của chú ơi. Về mình lấy cốt chi lại ha của chú. Dạ. Đã nuôi mặt cắt rồi. Ông nuôi ông này ông chủ cũng đại gia, ông không thời gian sửa nè. Dạ rồi, em đo phôi tính tới đây của chú ơi. Dạ, chiều cao phôi được là 60 đi nghe. Đường cắt 60 của chú nha. 60 chiều cao phôi. Dạ, đường kính bầu được là 56 nha. 56 dạ. Đường kính bầu nha. Quá trời nó cục quá trời. Dạ, để cổ không của chú ơi. Để thiên nhiên ha. Dạ rồi, cái được là 56. Và nó cái thân với dạ, cái đế nó 56 hoành thân của chú nha. Dạ, cái đọt anh nơ giót đây nè. Đọt này giót còn có 10 cm của chú ơi. 10 thôi. Dạ. Không còn thẹo của chú nha. Dạ. Nu thì nhiều lắm ha. Dạ. Nu theo dọc thân. Cái này và cô, ở dưới nó cũng vậy nữa chú. Cô chú anh chị về lọc hết trơn toàn bộ bỏ hết ra mình lấy lại cô chú ơi, như một măng nha. Đế nè, cô chú thấy đế nè. Hết biết cái đế nè. Nu chi cành sẽ nhanh hơn nu mặt cắt đó cô chú. Dạ. Mặt cắt kéo rất là lâu. Rồi, tổng nồi đế là 1m16 cô chú ơi. 1m16 cái nồi đế này nha. Đây cô chú nhìn kỹ giùm con ha, thân nu cục. Dạ. Không có vệ sinh của chú ơi, của chú chị yên tâm nha, cây nào thẹo báo thẹo, cây nào không báo không nha. Cây này là liền kết 100% luôn rồi, của chú không còn mặt thẹo nữa. Dạ rồi. Dạ rồi, cây mai chiếu thủy da đen mã lá lớn mã số 31 nha. Em xin phép giao lưu với chú chị là 4.500.000 nha. À, 4.500.000 của chú nha, cây này khá đẹp của chú ơi. Dạ, xù xì ghê lắm quá. Dạ, 4.500.000 nha. 4.500.000 ha, nhìn ngoài nó xù xì ghê gốc. Dạ, rồi. Tiếp anh Bình đây. Rồi, mã số đây. 32 cô chú ơi. 32 ha. 32, dạ. Một cây da đen lá lớn luôn cô chú ơi. Cây này hầu như là thành phẩm mà nhưng mà chủ nhà ông chơi tàn lớn nha. Tàn lớn thì ông để gì nha. Chứ nếu mà chơi bonsai thì mình rút lại là cái dàn phơm nó dàn xương nó mịn hết rồi cô chú nha. Dạ đây. Có xương cành. Dạ, em đo tổng chiều cao gì đi. Tổng chiều cao thì được là 95 nha. Dạ, tán ngang thì được là 95 luôn ha. Này rút lùn lại ngắn dạ, lại của chú. Đây của chú ha, đem đo cái phôi ngắn của chú nha. Dạ, phôi ngắn tới mặt bầu thì được là 63 nha. Cái này rất là nhanh chơi. Dạ, 63 nha. 63 nếu em rút tán ngang của chú anh chị nó tầm khoảng 49 thôi ha. 49 dạ. Là đẹp lắm của chú ơi. Đúng, đẹp của chú 49 nha. Thôi. Dạ. Này cũng nu nhiều ha của chú. Dạ. Đây em đo hoành thân ha. Cục cành to. Nó hơi cấn nu, cô chú thông cảm nha. Dạ, được là 59 của chú ơi. 59 dạ. Nha. Dạ rồi, tổng đế này đi. Dạ được là 1m18 nha. 1m18 cho cái nồi đế này của chú nha. Cái này chủ nhà có chặt đế hết trơn của chú ơi, rất là gom nha. Ép dạ. Chậu mình khỏi chặt luôn ha. Cái này là không còn thẹo gì hết luôn của chú không, nha. Liên không thẹo luôn ha. Dạ, không còn luôn. Tay cành lớn nè vui. Dạ, em đo tay cành lớn này coi. Cấn hơi cấn nha cô chú ha, chịu hao nha. Dạ được là 26 của chú ơi.
26 tay cành số 1 nha. Đó, 26. Dạ, 26 tay cành số 1 của chú ha. Cô chú thấy nè, bẻ đuôi ếch ra trơn này, mình cắt vô đây cái dữ lắm, đẹp của chú rồi. Dạ, cắt ngắn cắt, lấy dàn xương dâm lại anh ha. Dạ, lấy xương dâm lại. Lấy dâm lại chơi là ok. Này lấy dàn xương dâm lại chừng 1 năm nữa là mình chơi được của chú ơi. Rồi, cây mai chiếu thủy da đen mã lớn mã số 32 nha. Mã số 32 giao lưu chú chỉ là 6.300.000 ha. Cây này nếu mà để tàn gì em xếp 300 km nha, còn rút phôi em xếp toàn quốc nha. 6.300. Dạ, cây này rút phôi sẽ đẹp đó cô chú ha. Cây dạ. Bonsai nha. Không còn mà cắt nha cô chú. Dạ, mà cắt kéo bít hết rồi. Cốt cành cây này cũng khá là hoàn chỉnh rồi. Dạ. Cốt giờ cành. Mình lượt lại mình lấy dàn dâm mà mình chơi đó cô dạ. Chú. Cây này là hình như là thành phẩm đó cô chú ơi. Tại chú nhà không chơi tàn lớn thả gì luôn nha. Dạ. Rồi, mã số 32 của chú ha, 6.300.000 nha, da đen lá lớn ha. Dạ rồi, tiếp anh Bình ơi. Dạ rồi, cũng là một cây phôi, cây mai da đen lá lớn nha, cây đẹp bán phôi của chú nha. Cây này để tàn không đẹp này. Bán phôi của chú nha, em rút phôi lại chừa rồi khoảng một tấc tấc cho cô chú thôi nha. Dạ. Vậy cô chú cắt thêm lại nha. Nó cũng già lắm, già phải không? Mấy cây này cây lão lắm rồi cô chú ơi, nó cổ lão dữ lắm rồi nha. Dạ rồi, em đo phôi cho cô chú nha. Dạ, cái chiều phôi cao phôi chính nha, được 52 nha, 52 cái cây phôi nha. 52 cây phôi. Dạ, cái đường kính bầu được là 59 nha, 59 đường kính bầu. Dạ. Rồi, hoành thân đo trên đây đi. Dạ được là 60 nha. 60. 60. Nếu mình đo chân cái bệ này nha. Bệ trên đây nha. Dạ được là 92 nha. Dạ. 92 trên bệ da đế trên đây nha. Tổng đế luôn. Dạ rồi, tổng đế là 1m27 cô chú ơi. 1m27 nha. Đó, cô chú hình dung thấy nè. 1m27 cho cái nồi đế đặt luôn cô chú nha. Dạ. Mà chú thấy nó có ưu điểm cái đó là chỗ nào mà mình thiếu đế của chú mình kéo từ từ là đây. Nó cô chú chỉ bù đây 2-3 cộng thôi ha. Dạ. Đó, bên đây chỉ 2-3 cộng thôi ha, là cái như cây này hoàn hảo của chú ơi. Cây này có mặt thẹo nhỏ trên nha, mà không có hư hao hết nha. Cây này nu quá nu của chú ơi. Dữ lắm nó nu nha. Cô thấy chú thấy nu anh ha. Cục luôn. Dạ. Nu xù. Cái này nu mạnh luôn của chú ơi. Dạ. Rồi. Một cây da đen lá lớn mã số 33 nha. Đây, thẹo đọt đây. Thẹo đọt. Dạ, thẹo mới toàn bộ chú yên tâm nha. Cái nuôi kiểu này chú nhà nuôi cái này là không bao giờ mà sợ mà tuột đọt tuột gì chân hết chú ha. Dạ. Thả không ha. Dạ rồi, cây mai chú thủy da đen mã lá lớn mã số 33 ha. 33 xin phép giao lưu với chú chị là 6.500.000 nha. 6.500.000. Dạ. Dạ. 6.500.000 của chú nha. Cây này em cắt phôi xếp toàn quốc của chú nha. Dạ. Rút phôi xếp toàn quốc của chú dễ chơi nha. Vì mình đào tạo lại của chú anh chị ơi. Rồi, mình tiếp giúp em luôn ha. Dạ, một cây mai kim giòn của chú ơi, mã số 34 nha. Duy nhất một cây kim giòn dạ. Trong clip luôn. Cây này quá xa nó cổ luôn của chú anh chị ơi, nó bự. Cây này cũng là rất là lâu mới được thấy được cây gì của chú anh chị ơi. Dạ. Đây, cái bệ nó giữ thẳng dạ. Đúng không chú? À, nó có một cái điểm lũa. À. Dạ, em đo thông số nha anh. Dạ. Kim giòn nha chú. Kim giòn nha. Hàng này là hàng mấy chục năm mà. Rồi, cái chiều cao được là 1m24 nha cô chú ha. 1m24 chiều cao. Dạ, tán ngang này được là 1m26 nha. Mình về mình chơi tròn tàn vậy cũng được đó nè cô dạ. Chú. Tại vì cái tàn này nó đã tròn vậy nè. Cây này cô chú gì vô bồn mình chơi luôn cô chú ơi. Chỉ cần mình kéo cho đều vậy thôi nha. Cắt tỉa kéo đều vậy thôi nha. Rồi, em vô thông số luôn nha anh. Dạ. Đây. Rồi, cho trên đây đi. Dạ được là 73 nha. 73. Hoành thân 73 trên của chú nha. Nguyên cục nạc luôn của chú ơi. Dạ được là 131 nha. 131 cho tổng cái nồi đế đặc gì ha. Dạ rồi. Đó, nó có cái vết này nhẹ của chú nha. Không hư hao của chú nha. Đó, em bao của chú anh chị luôn nha. Cẩn cảnh luôn dạ, anh ha. Không hư không gì hết của chú nha. Em mới đục chút xíu rồi luôn nè. Cái mép bên đây thì nó cuốn vậy dạ, luôn của chú ha. Dạ. Còn bên đây thì anh đục. Bên đây em mới đục lại cho cô chú thấy luôn. Không hư không gì hết của chú, em bao hết. Gỗ này thì nó dạ. Cứng rồi. Dạ. Tới. Đó, nguyên cái nồi đế nè. Tới thịt. 1m31 của chú ơi. Dữ lắm cái nồi đế này ha. Anh đo cái chiều sổ của cái cục này. Dạ rồi. Từ cái chớn này xuống. Đây. Dạ rồi, cái sổ gì ha. Dạ được là 29 nha. 29 cho cái củ nhô mình lên ha. Dạ. Củ nhô là một. Củ nhô là 29 ha. Chi cành của chú anh chị ơi, quá xá vàng chi cành này nha. Em đo chi. Cái chi đọt này coi. Dạ được là 32 cô chú ơi. Dạ. 32 cho cái đọt này nha. Đó, còn cái cốt đuôi nè. Đó, cốt đuôi được là 30 nha. 30 cốt đuôi luôn á. Quá xá luôn rồi.
Dạ, rồi. Cây này giá sao đây anh Bình? Dạ rồi, ha? Cây mã cây số 34, cây kim giòn nha. Xin phép giao lưu quý chú anh chị là 6 triệu đồng của chú ha. Em bao xếp cây này 300 km nha. 6 triệu. Dạ, 6 triệu đồng ha. Cái cô chú ở xa thì chắc có lẽ là thương lượng bằng gút phôi em cặp xe đi cô chú ha. Tại mấy cây này đóng kiện thôi. Em mới lên clip mà chưa có gành đóng kiện không nha. Dạ, 6 triệu. Dạ. Bao xếp 300 cây ha cô chú. Dạ. Mã số 34 cây kim giòn của chú ha, 6 triệu đồng ha. Một cây rất là cổ. Dạ, cổ rất cây. Mong sự ủng hộ của chú nha. Dạ rồi, đổi tiếp giúp em anh Bình ha. Rồi, một cây da đen lá lớn luôn cô chú anh chị ơi. Đây, mã số 35 nha. 35, một đây. Cây da đen lá lớn cái này, luôn cái nha. Cái bệ này cũng dữ lắm cô chú. Oh. Lùng nhưng mà cái bệ quá xa. Dạ, cái bệ này. Đây, đây sẵn cho anh giữ dạ giữ đây luôn. Mà cắt kéo tốt luôn. Dạ đây cô chú nha. Đó, ha, cỡ 3 ngón tay ha, dài lên đây ha. Đó. Dạ. Không hư không mục của chú nha. Đây mới tin nha. Dạ. Thẻo này của chú chị yên tâm nha. Dạ rồi. Rồi em đo thông số nha. Rồi chiều cao ha. Chiều cao gì được là 89 nha. Dạ tán ngang được là 87 nha. Tán ngang 87 của chú anh chị ha. Qua xa cái bệ của chú. Thân thì nó lùn thôi của chú. Dạ. Nhưng mà cái bệ thì to lắm. Dạ. Rồi hoành thân này được là 42. Tính 41 đi. 41 hoành thân đi. Dạ. Chị hao đi. 41 hoành thân của chú nha. Dạ nguyên cái cục nạc này được là 1m20. 1m20 nguyên cục nạc này của chú nha. Dạ. Đó, 1m20 nha. Cô chú thấy nè. Cái này kêu bằng đế cổ của chú ơi. Dữ lắm, nó lâu năm rồi nha. Đó. Cúc canh đầy đủ hay không? Dạ. Cây này nếu cô chú anh chị mình cắt thôi em xếp toàn quốc nha. Còn nếu không thì xếp 300 km của chú ha. Dạ rồi, cây mai chiếu thủy da đen lá lớn, mã số 35 nha. 35 này em giao lưu chú anh chị là 5 triệu 9 nha. Đó, 5 triệu 9 nha. 5 triệu 900 nha. Dạ, cây này mình cắt gút ngắn xuống mình chơi lùng lực của chú ơi. Khá đẹp nha, cốt cành nó sẵn chơi của chú ha. Dạ. Dạ, mã số 35 nha, 5 triệu 9 ha. Đó, cô chú anh chị ha, yên tâm về thẹo nha. Nguyên nồi đế khủng của chú ơi. Rồi. Dạ rồi. Em hết có mấy chú thủy anh ha. Dạ. Sẽ tới một số mai vàng của dạ, chú. Dạ mã số 36 phôi mai vàng của chú ơi. Này hàng này về ghép bông đẹp chơi của chú nha. Giá hữu nghị ha. Rồi chiều cao được 20. Đường kính bầu được 29. Dạ rồi hoành thân được 22. Dạ cái cũ gì được là 44 nha. Rồi cây phôi mã số 36 mai vàng ha. Cây mã số 36 xin phép giao lưu chú chị là 600k nha. 600 anh ha. Dạ 600k nguyên cái bệ của chú ơi, nhìn nè ha. Đó bự gì rồi nha. Đó. Rồi, 600k mã số 36 ha. Rồi, dạ, tiếp tục. Tiếp theo, mã số 37 nha. 37, một phôi mai dáng thú quái nha. Cực kỳ quái của chú ơi. Dạ rồi chiều cao được 26, đường kính bầu được 39, bầu như là đế nhiêu chú nha. 39 đường kính bầu ha. Dạ hoành thân được là 20. 20 hoành thân của chú nha. À, mã số 37 ha, 37 giao lưu chú chị cũng 600k luôn nha. 600 thôi chứ. Dạ. Về mình ghép rồi mai đẹp vô chơi ha. Này quái thú của chú ha. Quái thú. 600. Mã số 37 600k luôn của chú mình nha. Rồi. Tiếp tục. Dạ ha. Rồi, mã đây, số 38. Cây này quái nữa. À, cây này cực kỳ cái dáng này của chú ơi. Này giống như bàn tay mình nha. Dạ rồi, chiều cao được là 47 nha. Dạ đường kính bầu được là 36. Nó phúng mầm đậy chứ. Dạ, cây này rất là mạnh của chú ơi. Đâm mục rồi nha. Đâm nhiều lắm chú. Dạ. Đâm tô tổ kìa. Rồi hoành thân được là 20. 20 hoành thân của chú ha. Rồi em đo tổng cái cục bệ nạc này nha. Dạ được là 51. Nguyên cụm đế này của chú thì đặc sệt nha. 51. Đó, dạ. 51 nha. Cây dáng lắc lượng ha. Rồi cây mã số 51 cây mai vàng này xin phép giao lưu của chú anh chị. Ủa mã số 38 chứ. 38. 38 xin phép giao lưu chú anh chị là 1.300.000 ha. 1.300.000 thôi chú ơi. Cây dạ. Này dáng đẹp. Dạ. Dáng độc. Mã số 38 cây phôi mai vàng này 1.300.000 của chú ha. Cây rất là sung. Bao xếp toàn quốc nha. Dạ rồi. Đó, hai thân nó nguyện nhau khá đẹp của chú nha. Rồi mã số 39 cũng là phôi mai vàng của chú ơi. Cây này quá quái à. Em ngắt bớt cái này coi. Để nó tùm không thấy nè. Này giống cây giảo quá của chú nha. Dạ. Dạ rồi chiều cao được là 30. Dạ đường kính bầu được là 47.
Quay đây thấy mình thân dễ rồi nè. Cây này xù của chú ơi, bể xù khá nhiều nha. Dạ được là 25 hoành thân nha. Em đo cũ này đi. Được 38 nha, 38 cho cũ ha. Tổng cái nồi đế luôn. Dạ được là 1m24 nha. 1m24 cái nồi đế ha. Đó, cô chú thấy đế nè, nó cuộn cục chân nha. Cuộn cục hết trơn. Dạ. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 39 xin phép cho luôn chú anh chị là 900k nha. 900. Cây nhỏ mà đế quá thế anh. Lắm đế luôn nè, cây này bể xù khá nhiều của chú nha. Bể xù khá nhiều nha. Dạ. Mã số 39 900k của chú ha. Rồi. Em bao xếp toàn quốc nha. Dạ rồi, em có hai hoa giấy Mỹ, nó cũng cái viên dáng này khá là đẹp của chú ơi. Cũng rất là nghệ thuật nha, cây này mình về mình cắt lại mình ghép với cô chú ha. Dạ rồi. Tổng chiều cao phôi gì được là 86 nha. 86 ha, này nằm trong chậu 40 nha. Chậu 40. Cái cũ này nó dạ, lượng ẹo. Nó rất là khéo anh ơi. Rồi hoành thân đây được là 40 luôn, tính 40 luôn đi. 40 luôn, dạ. Em đo trên chỗ ức này coi. Ức này được là 48 nha. 48 ức này ha. Chú thấy cái cây này nó khá là duyên nha. Cây này dạ, em xếp đi, em sẽ cắt rút ngắn lại hết của chú nha, chỉ chừa chừng 3 mắt lá thôi của chú ha. Cây cũng dạ, cây dâm ủ anh ha. Dạ, dâm ủ sống khỏe của chú nha. Cây này chủ nhà ổng bứng ở đất gì ổng dâm lên bồn cỡ 2 năm mấy 3 năm rồi của chú nha. Cây nó già cây dữ lắm rồi nha. Dạ rồi. Rồi qua giấy mã số 40 giao lưu chú anh chị là 1,5 triệu ha. 1,5 triệu. Dạ. Mã số 40 1,5 triệu của chú mình nha. Dạ, rồi, tiếp tục anh ơi. Rồi, mã số 41 cũng là một cây phôi qua giấy đó cô chú ơi. Cây này nó có cái củ này khá lẫy ha. Khá là ngộ chú ơi. Đó, có duyên lắm ha. Dạ rồi. Tổng chiều cao phôi gì được là 74 nha. Này cũng nằm chỗ 40 của chú ha. Em đo hoành thân nhỏ trên đây đi, eo nó khá là nhỏ kìa. Dạ được là 32 nha, 32 ha. Em đo củ này coi. Dạ rồi, củ này được là 65 nha. Dạ, 65. 65. Kể 63 thôi đi, 63 củ này đi. Đó, 63 nha. Dạ nó sổ gì ha? Nó sổ gì được là 33 nha. Củ này khá là có duyên của chú rồi. Dạ rồi, cây phôi giấy Mỹ mã số 41 ha. Em xin phép giao lưu của chú anh chị là 1,900,000 nha. Xếp toàn quốc của chú ha. 1,900,000 ha của chú. Xếp toàn quốc luôn. Dạ, cây củ rất là dễ thương của chú anh chị ơi. Dạ, nhìn rất là ngộ nha. Rồi, rồi cây này cũng là cuối clip của em ha. Cuối luôn anh ha. Dạ, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị dành thời gian xem kênh nha, và cũng rất mong sự ủng hộ chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và công việc mình luôn thuận lợi của chú ha. Em xin mến chào nha. Dạ rồi, em chào anh Bình ha. Cũng mong được quý chú xem yêu mến ủng hộ cho anh ha cô chú. Một lô cây mới rất là nhiều cây đẹp luôn. Còn chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo.